Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sang trang mới trong Word và sử như ở đây Tôi có một văn bản Và văn bản của tôi á Nó gồm có hai trang Rồi đối với trang thứ hai này á Nó vẫn còn khoảng trắng Vẫn có thể là Viết thêm nội dung được nữa Tuy nhiên ở đây Đối với trang 2 Tôi chỉ muốn là nội dung như thế này thôi Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Ngắt sang trang mới Thì để ngắt sang trang mới á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là thêm trang mới trong Word. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên. Cách đầu tiên á, chúng ta sẽ đặt con trỏ chuột tại dòng cuối cùng của trang mà bạn muốn ngắt. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab Insert. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào Paperit. Thì lúc này á, nó sẽ ngắt trang. Và lúc này á, nó sẽ thêm trang mới. Đó, đây là trang mới mà tôi vừa thêm bây giờ tôi có thể là gõ nội dung đó đây là cách đầu tiên rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ đặt con chảo chuột tại dòng cuối cùng của trang mà bạn muốn ngắt sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ sử dụng tổ phím đó là cần chôn inter thì lúc này á nó sẽ ngắt trang mới và lúc này á chúng ta có thể là gõ nội dung. Đó. Đây là cách thứ hai. Rồi tương tự ở đây. Tôi muốn là ngắt các nội dung này thành một trang mới thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ đặt con chảo chuột tại dòng đầu tiên mà tôi muốn ngắt. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ sử dụng tổ phím là Ctrl Enter. Thì lúc này các bạn thấy này, nội dung mà tôi muốn ngắt á nó sẽ di chuyển qua trang mới đó trang mới ở đây tôi chỉ muốn là tới đây mà thôi tôi lại tiếp tục ngắt trang bấm tổ phím là cần trên inter đó nó chỉ giữ lại nội dung này mà thôi và các nội dung ở dưới á nó sẽ đẩy xuống trang dưới đó rồi đây nếu mà các bạn chúng ta muốn là xóa trang trắng do chúng ta ngắt trang mà ra thì chúng ta sẽ làm như sau ở đây á các bạn chúng ta vào top home chọn vào công cụ đó là shop 2 thì khi chúng ta ngắt trang thì lúc này á nó sẽ có một dòng là favorite đồng thời nó sẽ tạo ra một trang trắng bây giờ các bạn chúng ta muốn là xóa trang trắng ở dưới á thì đây các bạn chúng ta sẽ đặt con chảo chuột tặng cái dòng là favorite và chúng ta bấm phím delete cho bàn phím thì lúc này các bạn quan sát này trang trắng ở phía dưới á nó đã bị xóa đi rồi để xóa các ký tự chữ b ngược lên này thì chúng ta sẽ chọn vào cụ đó là shop hai thì lúc này á các ký tự chữ b ngược nó sẽ bị xóa đi đó cách thêm một trang mới trong quật á rất là đơn giản các bạn chúng ta chỉ cần là chọn vào dòng cuối cùng mà các bạn chúng ta muốn thêm bấm thử phím là cần cho Inter thì lúc này á nó sẽ ngắt trang rồi như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách sang trang mới trong Word. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.